Nếu bạn đang cảm thấy mình là người vô dụng, video này sẽ giúp đem lại niềm tin ở bản thân cho bạn. Không cần đa lễ. Hello, Spreader mình thân. Trước khi vào nội dung chính, Hilly muốn nói cái này. Nếu mà các bạn để ý thì tất cả những cái việc chúng ta làm về bản chất nhé, mục đích của nó là để đi truy tìm những cái cảm xúc. Ví dụ nhé, cố gắng học tập hay là cố gắng làm việc là để tiến tới một cái cảm giác an toàn, một cái cảm giác an tâm trong cuộc sống ở tương lai. Tham gia thi đua hay là thi đấu về bất cứ thứ gì nhé, ngoài cái mục tiêu bền nổi là để gặt hái thành tích, thì về cơ bản vẫn là để đạt được cái cảm xúc tự hào hay là thỏa mãn khi mà mình vượt qua được một cái gì đó. Hay là như khi mình thấy buồn mình đi gặp bạn, hiển nhiên là để chúng ta giải quyết nỗi buồn hoặc là giải quyết nỗi cô đơn để chúng ta vui lên, kiểu thế. Khi mà năng lượng cảm xúc của chúng ta ổn định thì làm bất cứ cái gì cũng thấy ổn cả. Ý ở đây không phải là cứ tâm lý ổn định thì làm cái gì nó cũng sẽ thành công, không phải như thế. Mà các bạn nên hiểu như thế này, khi mà tâm lý của chúng ta ổn định ấy thì dù kết quả của công việc chúng ta làm nó có như thế nào ấy, chúng ta cũng đều dễ chấp nhận hơn. Thấy kiểu thành công hay thất bại cũng đều ok. Thành công hay thất bại chúng ta vẫn tiếp tục cố gắng. Cảm giác nó sẽ dễ chịu hơn rất là nhiều khi mà ta cảm thấy quá đà về bất cứ thứ gì. Có thể hiểu như kiểu tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến, kiểu thế. Việc có những cái cảm xúc quá đà, vui quá hay buồn quá hay là tức quá, nói chung là mọi cảm xúc tích cực lẫn tiêu cực nhưng mà nó bị thái quá ấy, và tình trạng trầm cảm đều là những cái tình trạng bất ổn định của tâm lý. Và các bạn hiểu đấy, cái gì quá nó cũng không tốt. Vậy cho nên Linh nghĩ rằng việc tập cân bằng những cái cảm xúc của chúng ta nó là một cái việc nó không hề thừa thãi một tí nào. Có thể nó không quá cần thiết nhưng mà thực sự nó cũng không hề thừa thãi. Và đó chính là cái mà Ly có thể giúp mọi người khi mà làm trao đổi năng lượng cân bằng cảm xúc với Ly. Nếu đang gặp những cái khó khăn trong cảm xúc hay là đời sống tinh thần và đủ tin tưởng Ly thì đặt lịch trao đổi năng lượng cân bằng cảm xúc với Ly thông qua inbox page này hoặc là DM IG Ly đi, sẽ có người giúp bạn book lịch với Ly nhé. Basically thì các bạn có thể chia sẻ về bất cứ câu chuyện gì của bạn, kiểu công việc, tình yêu hay là học tập vân vân. Nhưng mà cách làm của Ly sẽ không phải là Ly tư vấn để giải quyết trực tiếp cái vấn đề đấy của bạn nhé. Thì rõ ràng nếu mà Ly can thiệp quá sâu thì Ly lại góp một phần trách nhiệm hơi to của mình vào cuộc đời của người khác. Với lại tôi lỡ khuyên cái gì mà các bạn làm xong không thành công thì tôi bị ăn chửi đầu tiên là cái chắc. Cái mà Ly có thể góp phần giải quyết là những cái cảm xúc mà bạn đang trải qua để khi mà bạn bình tâm hơn, bớt sợ hãi hơn, tự bạn sẽ đưa ra những cái lựa chọn cho chính mình và tự mình chịu trách nhiệm với những cái lựa chọn đó. Với những bạn khách đã đến với Ly thì có những cái bạn chỉ cần một buổi là thấy khá hơn và có những cái bạn thì cần nhiều hơn một buổi. Thì tùy vào nhu cầu và khả năng của các bạn nhé. Cứ cho mình thời gian để tinh thần của mình được phục hồi. Ok, và phần chính này, Ly nghĩ nó là một cái tín hiệu khi mà dạo này xung quanh Ly được nghe rất nhiều người nói về cái sự tự ti. Thì để hóa giải những cái sự tự ti thì Ly sẽ có những cái điểm chính như sau. Một là nguồn gốc thực chất của những cái gọi là mặc cảm tự ti. Hai là cách cân bằng hoặc là thậm chí là xóa bỏ những cái tự ti chúng ta đang trải qua. Nói chung là gì nó không có cách hết á, chứ chỉ nói là tự tin lên đừng tự ti nữa, nhiều khi nó không phải là giải pháp. Tại vì cái cảm xúc mà không phải cứ một lần nói tự tin lên là mình có thể tắt được những cái sự tự ti đi. Các bạn cảm tưởng cái câu là tự tin lên đừng tự ti nữa nó như là lý thuyết ấy, nó đúng nhưng mà nó sẽ chưa đủ giá trị nếu chúng ta không thực hành. Và khi bắt tay vào thực hành là một điều gì đó thì chúng ta cần thời gian thì mới nhuần nhuyễn được. Vậy nên ở đây Ly chia sẻ để chúng ta có thể cùng nhau học cách dần dần phá bỏ được bức tường của sự tự ti. Dần dần nhé, nhớ cái từ khóa này. Đầu tiên có thể nói rằng cái sự tự ti hay là mặc cảm nó được sinh ra từ những cái nhận định từ người ngoài hay là từ chính bản thân mình về những cái điều mà chúng ta gọi nó là khuyết điểm của bản thân. Các bạn tưởng tượng khi mà chúng ta mới sinh ra là một đứa trẻ ấy, thì cái nhận thức về bản thân, về giá trị của chúng ta là những cái tờ giấy trắng. Và từ lúc còn nhỏ nhé, điều khiến đứa trẻ hình thành những cái định giá về bản thân là thông qua sự tương tác với môi trường xung quanh nó, đặc biệt là qua lời nói của người ngoài. Người ngoài đây có nghĩa là bất cứ ai ngoài bản thân mình ý, thì bao gồm cả bố mẹ hay là người thân cũng là gọi là người ngoài. Có những người khi mà đến một giai đoạn nhất định nào đó, nhờ tiếp xúc với những cái môi trường khác mà họ hữu duyên hay là chủ động tham gia, thì từ đó họ có những cái chọn lọc về những cái nhận định về bản thân và từ đó dần hình thành sự tự tin. Thì cũng có những người khi mà môi trường sống xung quanh họ không có sự thay đổi, họ mặc định cái phạm vi xung quanh họ là tất cả mà họ có thể tiếp xúc và mặc định luôn về những cái nhận định về khuyết điểm của họ là sự thật mãi mãi, là tất cả giá trị của họ, thì từ đó hình thành sự tự ti. Đừng hiểu lầm ý Ly ở đây nhé, Ly không hề đổ hết mọi trách nhiệm cho cái gọi là môi trường xung quanh để nó hoàn toàn trở thành nguyên nhân cho việc nhận định giá trị của tất cả chúng ta. Ly sẽ nói rằng việc hình thành nên giá trị của một ai đó nó sẽ có phần tác động, một phần tác động của môi trường xung quanh, và phần nữa Ly nghĩ phần này quan trọng hơn, nó nằm ở trong thái độ suy nghĩ và hành động của mỗi người. Như vậy cái cảm xúc tự tin hay là tự ti nó xuất phát từ những cái nhận định. Thế nhưng cái nhận định đấy nó có đúng hay không, nó có phải là sự thật mãi mãi hay không ấy, bản thân mỗi người mới chính là người quyết định cái điều đó. Và từ đây mình bước sang phần thứ hai, cách giải quyết tự ti. Như đã nói ở trên, những nhận định nó đến từ bên ngoài hoặc là bên trong chúng ta. Vậy thì chúng ta giải quyết những cái gì bên trong trước đi, tại vì là nó ngay ở đây mà, nó tiện hơn, với cả nó cũng quan trọng hơn nữa. Ban nãy Ly có bảo sự tự ti nó xuất hiện từ những cái nhận định về khuyết điểm, đúng không? Vậy nếu ngược lại với tự ti là tự tin, thì ngược lại với khuyết điểm chính là ưu điểm. Bất cứ ai cũng sở hữu ưu điểm và khuyết điểm, cái này là chân lý không cần chứng minh. Nếu có bất cứ ai chỉ nhìn ra một trong hai điều của bản thân thì chẳng qua là do người đấy đang từ chối nhìn vào điều còn lại thôi. Có một cái bài tập rất dễ làm như thế này dành cho những bạn chỉ nhìn ra những cái khuyết điểm của bản thân. Để lại bạn hãy giúp Ly ghi hết những cái điều mà bạn cảm thấy tự ti về bản thân, ghi hết về một phía trang giấy nhé. Đấy, và sau khi list xong những cái khuyết điểm thì bên phía còn lại các bạn list ra những cái ưu điểm hoặc là những cái thành tựu của bạn, to nhỏ gì cũng được, những điều khiến bạn cảm thấy tự hào tự tin, ghi hết ra. Nếu mà có bạn nào cảm thấy cái việc tìm ra ưu điểm của bản thân nó quá khó thì có thể thử cái này đi, đấy là nhìn nhận cái này như là một cái challenge, một cái thử thách hay là một cái game đi. Game dễ quá không vui, khó tí nó mới vui. Hoặc nếu cần sự trợ giúp thì book lịch với Ly, đi giỏi moi ra điểm sáng của khách lắm. Còn nếu bạn thấy khó quá rồi bỏ cuộc
thì rõ ràng bây giờ trách nhiệm nó không thuộc về những cái phần bên ngoài của bạn nữa rồi. Tại vì chính bạn bỏ cuộc với bản thân mình trước mà. Thì mong các bạn làm một việc này, đấy là tự đánh cược vào bản thân mình. Tại vì có cược thì may ra còn có cơ hội thành hoặc bại, chứ còn không cược thì chắc chắn là không có kết quả gì rồi. Quay lại với cái bài tập, thì mục đích của cái bài tập đấy không phải là để tẩy trắng những cái khuyết điểm của bản thân một cách gượng ép, không phải là để bản thân thượng đẳng, mà là để cân bằng năng lượng từ cảm xúc của sự tự ti và tự tin. Nếu có thể thì bạn hãy liệt ra số ưu điểm nó bằng hoặc là nhiều hơn hẳn số khuyết điểm càng tốt. Nếu không thể liệt kê ưu điểm bằng với khuyết điểm thì cũng không sao. Bạn hoàn toàn có quyền nhìn nhận đây chính là cơ hội để mình có thể đi khai phá bản thân, để đi tìm những cái ưu điểm mà mình còn chưa biết ấy. Có thể trong thời gian đầu cái cảm xúc tự ti từ những cái khuyết điểm của bạn nó vẫn mạnh mẽ hơn so với những cái cảm xúc mà những cái ưu điểm của bạn đem lại. Nhưng lại một lần nữa, dần dần, thời gian, hãy để cho bản thân chúng ta có thời gian để cái sự tự tin có thể ngấm dần vào chúng ta. Các bạn nhớ đến cái giấy khen hay là cái chứng nhận gì đó khi mà bạn hoàn thành một việc gì đó để ghi nhận những cái mà bạn đã làm được ấy, thì cái trang giấy ghi những cái ưu điểm của bạn ấy coi như là bạn tự viết cho mình cái giấy khen đi. Và thực chất cái sự tự ti của mình đến từ một cái vấn đề nào đó hoàn toàn có thể chuyển hóa thành sự tự tin nếu mà chúng ta thực sự muốn giải quyết cái vấn đề đấy. Ví dụ nhé, bạn có khuyết điểm là nói lắp chẳng hạn. Ừ, đồng ý cái này là một cái rào cản khi mà bạn giao tiếp với người khác, nhưng nó hoàn toàn có thể cải thiện được thông qua việc luyện tập. Bạn nãy Ly có dùng cái từ là sự thật mãi mãi là vì thế đó. Kiểu có những cái khuyết điểm nó chỉ là sự thật trong một thời điểm thôi, và để nó là tạm thời hay mãi mãi nó tùy thuộc vào sự lựa chọn của chúng ta. Hoặc nếu bạn chấp nhận cái việc nói lắp nó là một khuyết điểm của bạn nhưng mà bạn không hề tự ti về nó một tí nào hết thì cũng không sao cả, nó lại là một kiểu tuyệt vời khác, vì bạn hiểu giá trị của bạn không chỉ nằm ở một khuyết điểm. Sự tự tin của bạn xuất phát từ nội tại và từ những thứ khác mà bạn tự công nhận. Ok, đó là từ phía bên trong bản thân, còn từ phía bên ngoài nữa, mặc dù phần bên ngoài nó minor thôi nhưng mà nó cũng không kém phần quan trọng trong việc nhận định giá trị của bản thân. Tại vì Ly tin là rất là nhiều người, hay là thậm chí chính bản thân Ly rất hiểu cái cảm giác khi mà được mọi người, nhiều người công nhận những cái gì mà mình làm, nó rất là thỏa mãn, nó đem lại cho mình cảm giác mình không cô đơn, mình có giá trị với mọi người. Có một sự thật là không phải là những cái mối quan hệ thân quen hay thậm chí là ruột thịt là những cái môi trường lý tưởng để đem lại cho mình sự tự tin đâu nhé. Ly chắc chắn là ở ngoài kia, không phải tất cả, nhưng mà chắc chắn có rất là nhiều bạn luôn cảm thấy bất an trong chính căn nhà của mình. Thực sự là Ly cũng không biết nhiều lắm cái môi trường nó gọi là healthy để các bạn có thể đến đó để trao đổi tương tác và tăng cái sự tự tin của bản thân. Cái này thì chỉ có thể khuyến khích là các bạn hãy tự cho mình cơ hội để tiếp xúc với những môi trường khác nhau, và từ đó các bạn tự chọn lọc để pick ra những cái môi trường phù hợp để các bạn có thể phát triển những cái ưu thế, khẳng định sự tự tin ở bản thân. Có thể là mỗi người một kiểu, nhưng mà cá nhân Ly thì Ly thích những cái môi trường mà hay khuyến khích người khác bằng những cái lời khen nhỏ thôi cũng được, hơn là những cái nơi kiểu cho roi cho vọt, kiểu dùng lời dìm hàng làm động lực để khiêu khích người ta cố gắng hơn ấy. Thực ra Ly thấy nó chủ yếu nằm ở thái độ, cũng tức là EQ cái môi trường đấy. Khen thưởng không có nghĩa là bỏ qua thiếu sót, và không phải cứ lên giọng mắng mỏ mới là cách để chỉ ra thiếu sót. Và nhớ cái này này, đối với bạn, người khác là phần bên ngoài của bạn, nhưng mà chính bạn cũng là phần bên ngoài của người khác. Thì nếu có thể thì đừng quên dành những lời khen hay là công nhận cho người khác. Đôi khi chỉ cần một câu nói của mình thôi cũng làm nên một ngày vui vẻ cho người đấy. Và việc nói ra những cái lời tốt đẹp thì nó cũng không mất tí công sức nào ấy. Thậm chí bạn có thể nhận lại được lời khen hay là lời công nhận từ chính người đấy nữa. Mở lòng trước lắm khi cũng là bước đầu để đón nhận sự tự tin. Nói qua nói lại thì thực ra Ly thấy cái việc có những cảm xúc tự ti thì nó cũng không phải là tội lỗi gì. Nó thực chất vẫn là những cảm xúc chính đáng. Ly thấy là nhá, với một số người họ có thể sử dụng sự tự ti một cách vừa liều ấy, thì nó có một số tác dụng như là kiểu giúp họ down to earth, tức là kiểu giúp họ nhắc nhở bản thân là mình vẫn có những cái khuyết điểm ấy, và điều đấy hoàn toàn bình thường, để họ duy trì cái sự khiêm tốn nhất định và không ngừng cải thiện bản thân mỗi ngày. Vậy nhé, mong là cái vlog này phần nào giúp các bạn có cái nhìn tích cực hơn về cái gọi là sự tự ti. Cảm ơn các bạn đã xem video. Bye chiều.